我心跳的小马达哒哒哒哒哒哒哒，加速着，荷尔蒙红了你脸颊，想送你回家，在你家楼下燃放星星的烟花。我心跳的小马达哒哒哒。嗨，xin chào, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ngọc Thanh Handmade.Bài lần trước mình đã hướng dẫn các bạn cách móc thân của quả thanh long rồi nha. Bạn nào mà chưa có xem phần 1 thì các bạn bấm vào kênh của mình để xem phần 1. Bây giờ mình tiếp tục hướng dẫn tiếp các bạn phần 2 là cách móc các râu tu ru của xung quanh quả thanh long. Bây giờ chúng mình bắt đầu nha. Phần 1 mình móc, các bạn nhìn kỹ ở trên nè. Các bạn thấy có cái gờ không? Gờ của nó như thế này nè, lại lúc mình móc cái gờ phía sau á thì mình còn những cái gờ phía trước như thế này. Thì bây giờ mình móc vào bên trong này nha. Mọi người chuẩn bị cho mình màu xanh nhạt và màu xanh đậm hơn một chút để mình làm hai màu cho nó loang như thế này. Hàng đầu tiên thì mình sử dụng len màu hồng để móc cái phần gờ. Móc cho mình 6 mũi đơn nha mấy bạn. Cái phần len dư này mình sẽ móc chèn vào luôn để giấu. Bốn, năm và sáu. Giờ bắt đầu chúng ta thay màu. Phần len dư này thì mình có thể cắt nó đi. Tiếp theo là màu xanh lá mạ. Các bạn móc vào trong. Sau đó quay ngược sản phẩm lại và móc cho mình 6 mũi đơn. Một, hai, ba, bốn, năm, và sáu. Phần len dư này mình có thể cắt đi. Mình một hàng màu xanh với 6 mũi đơn nữa. 1 2 3. Hàng số 3, hàng số 4 mình chỉ thay vào một đoạn màu xanh, xanh đậm hơn. Mình sử dụng xanh này nha mấy bạn. Sau đó các bạn xoay ngược sản phẩm lại. Móc cho mình vẫn là 6 mũi đơn nha. 6 ít đó. 1 6. Phần len dư mình có thể cắt bỏ đi. Móc cho mình hàng số 5 đến hàng số 7 vẫn là 6 mũi ít nha mấy bạn. Lên một bính nè.
sau đó lên một bánh tiếp. Xoay ngược sản phẩm lại, công thức mình có ghi phía trên màn hình á. Các bạn cứ nhìn và làm theo nha. Hàng số 7 vẫn là 6 mũi đơn. Qua hàng số 8 lên một mũi bính, móc cho mình 5 mũi ít, có nghĩa là chân thứ nhất bỏ, mình sẽ móc qua chân thứ hai nha. 5 mũi ít, 1 2 3 4 và 5. Sau đó lên một bính, móc cho mình hàng số 9, móc cho mình 4 mũi đơn. Hàng thứ nhất bỏ, móc qua chân thứ hai, 1 2 3 và 4, lên một mũi bính. Tiếp tục xoay ngược sản phẩm, chân thứ nhất bỏ, móc qua chân thứ hai, 1 2 và 3, lên một bính. Xoay sản phẩm, chân thứ nhất bỏ, móc qua chân thứ hai, 1 2. Bây giờ thì mình còn chân thứ nhất bỏ, móc qua chân thứ hai, còn một mũi ít thôi. Rồi chúng ta lên một mũi kết hàng. Cắt. Một tí nữa mình sẽ giấu lên đi. Rồi các bạn làm tương tự như vậy. Làm tương tự như vậy để thành làm cho mình ba cái tua rua như thế này. Cắt cho mình một mũi móc xích. Cắt một mũi, bỏ một mũi chân nha bạn, qua chân thứ hai nè. Rồi bắt đầu làm. Bạn dùng kim thâu len, mình bắt đầu mình thâu, mình sẽ giấu. Mình sẽ giấu ở bên trong rồi sau đó mình cắt chỉ nha. Cắt một chân, qua chân thứ hai. Các bạn cũng sẽ dùng màu hồng. Móc cho mình một hàng mũi đơn là 6x. Mình tiếp tục thay thế màu xanh lá mạ. Công thức cũng giống như cái phần lúc nãy mình làm nha. Cứ móc tương tự. Sau đó xoay sản phẩm lại. Sáu mũi đơn. Các bạn cứ móc tương tự như cái phần lúc nãy mình giới thiệu, mình hướng dẫn các bạn nha. Móc thành 3 lá, 3 nhánh như thế này. Khi chúng ta móc xong phần phía trên, các bạn dùng tay ấn cái này xuống nè. Đó, thì nó sẽ ra giống như là trái thanh long á. Nó có phần lõm như này, ấn xuống. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc cái phần này dưới nha. Sau đó lên các tua rua ở phía trên. Các bạn móc như vậy nha. Bạn sẽ xoay ngược lại sản phẩm lại. Và tính cái này thì tùy mỗi người thôi. Muốn móc như thế nào cũng được hết. Muốn móc xen kẽ 3 nhánh, 4 nhánh, 5 nhánh gì cũng được hết nha mấy bạn. 2 4 6. Mình chỉ móc như thế này đi. Hết màu hồng cho mình. Mấy phần tay ở dưới này thì mấy bạn móc cho mình 5 mũi đơn thôi.
sau đó lên một bính, xoay ngược sản phẩm lại. Phần đen dư mọi người có thể cắt bỏ đi. Lên cho mình hàng số 2, 5 mũi, 1, 2, 3, 4 và 5, lên một mũi bính. Hàng số 3, lúc đây là mình sẽ móc giảm mũi, chân thứ nhất bỏ, móc qua chân thứ hai, 1, 2, 3 và 4. Lên một mũi đơn và một mũi bính, xoay ngược sản phẩm lại, móc qua chân thứ hai, chân thứ nhất bỏ, móc qua chân thứ hai, 1, 2 và 3. Lên một mũi bính, xoay lại, chân thứ nhất bỏ, móc qua chân thứ hai, 1, 2, sau đó lên, chân thứ nhất bỏ, móc qua chân thứ hai, 1. Rồi, kết thúc hàng. Mình sẽ dùng kim khâu len và mình sẽ giấu cái phần len dư này vào phía trong bên này, rồi sau đó cắt chỉ nha mấy bạn. Phần phía dưới nè thì các bạn có thể móc xen kẽ nha, muốn móc tùy ý các bạn. Bây giờ thì mình sẽ móc phần phía trên. Các bạn nhớ nha, cái này thì mình móc 5 đơn thôi nè, còn cái này thì mình sẽ móc thành 6 đơn. Các bạn cứ móc xen kẽ. Sau đó là một bính, xoay ngược sản phẩm lại, vẫn móc cho mình 6 đơn nha mấy bạn. Công thức mình có ghi trên màn hình. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Sau đó mình sẽ chuyển sang màu xanh, xanh nhạt. Cho mình 6 mũi đơn. Sau đó các bạn lại chuyển sang màu xanh đậm. Móc cho mình 6 mũi đơn. Phần len thường cắt
phở đi. Lên cho mình thêm một hàng 6 mũi bánh, à 6, một hàng 6 mũi đơn nữa nha. 1 2 3 4 5 và 6. Sau đó lên một bánh. Hàng tiếp theo, móc cho mình chân móc đây bỏ qua chân móc thứ hai 5 mũi đơn. 1 2 3 4 và 5. Lên một mũi bánh xoay lại. Chân móc thứ nhất bỏ móc qua chân móc thứ hai. 1 2 3 4. Lên một mũi đơn, mũi bánh xoay sản phẩm lại. Chân móc bỏ móc qua chân thứ hai. 1 2 và 3. Chân móc đầu tiên bỏ móc qua chân móc thứ hai. 1 2 lên một mũi bánh. Còn lại là một mũi đơn. Và sau đó là kết hàng. Các bạn cắt đầu lên đi. Kết thúc hàng. Các bạn nhìn nó sẽ ra một phần trái thanh long chưa? Mọi người cứ móc xen kẽ như vậy, trên dưới hàng như thế nào thì mọi người tùy ý mọi người móc nha. Như mình nè, là mình móc là có 3 tầng, 1, 2 và 3. Sau đó lên cái phần này. 1, 2 và 3. Cái này mình móc cái này thì mình tính là 1 đi. 1, 2. Các bạn móc thêm một hàng chỗ này nữa là thành 3 tầng. Mình sẽ móc mẫu làm mẫu lại cho các bạn nữa nè. Một lần nữa, các bạn dùng màu hồng móc cho mình 6 mũi đơn. Tiếp cho mình 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Sau đó lên cho mình, sau đó là các bạn thế màu xanh nhạt vào nha. Móc cho mình 6 mũi đơn. Sản phẩm lại nè. Các phần thế màu á, thì bạn nào mà lần đầu tiên thế màu thì hơi lúng túng, hơi khó khăn một chút, nhưng mà các bạn làm rồi sẽ quen thôi nha. 1 2 3 4 5 và 6. Phần len dư thì có thể cắt đi. Sau đó dùng len màu xanh, xanh đậm nha mấy bạn. Thế vào, đổi màu, xoay ngược sản phẩm nè. Móc cho mình 6 mũi đơn. 1 2 lên một bánh xoay sản phẩm. 1 2 3 4 5 và 6. Lên một mũi đơn.
sai sản phẩm. Chân móc đầu tiên bỏ, móc qua chân móc thứ hai. 1 2 3 4 và 5. Chân móc đầu tiên bỏ, móc qua chân móc thứ hai. 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 Kết hàng. Còn đang dư thì các bạn cũng cắt bỏ nha. Và đây là thành phẩm của mình. Mọi người cứ móc xen kẽ như vậy nha. Còn phần nửa trái thanh long thì mọi người móc cho mình khoảng tầm cỡ này thì mọi người sẽ ngưng nè. Sau đó móc một cái phần hình tròn. Sau đó các bạn khâu lại với nhau. Móc thêm vài cái tay ở dưới này nữa. Và lấy chỉ màu đen khâu xung quanh thì nó sẽ ra thôi. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.